Thưa quý vị và các bạn, người Việt vốn đề cao sự học đạo lễ, vì thế tục xin chữ đầu năm luôn được nhân dân ta duy trì trong dịp Tết cổ truyền. Sáng nay, ngày 4 Tết Canh Tý tại Văn Miếu Xích Đằng, thành phố Hưng Yên đã diễn ra triển lãm thư pháp và hát ca trù, thu hút rất đông người đến thưởng thức và xin chữ. Năm nay, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến là đơn vị tổ chức triển lãm thư pháp và hát ca trù. Thay mặt cho chính quyền thành phố Hưng Yên, ông Vũ Văn Thuần, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã chọn chữ An làm chữ để khai bút trong triển lãm lần này. Với một mong muốn và cầu năm trong một năm quốc thái, dân an, mùa thuận gió hòa với mỗi một người dân, đó là một năm an bình, an lành và an toàn. Thì chữ đầu xuân năm nay là chữ An để cho mọi người có một năm an toàn, hạnh phúc. Và một ý nghĩa thứ hai, đó là chữ An là chính là một chữ của trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi, đó là việc nhân nghĩa cốt ở an dân. Tức là mục đích tất cả các hoạt động của cơ quan chính quyền là hướng về người dân, vì bản chất là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Một hoạt động không thể thiếu trong triển lãm thư pháp là lễ báo công, dâng hương Đức Khổng Tử và Thầy giáo Chu Văn An. Tại buổi lễ đã có gần 40 học sinh giỏi tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và 11 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố được vinh danh. Tôi đưa các con và các cháu của mình đến làm lễ dâng hương ở Văn Miếu để trước tiên để giáo dục cho các con các cháu cái truyền thống hiếu học, biết ơn đến những người thầy đã có công đối với đất nước, đối với nền giáo dục Việt Nam. Và cũng để cho các con có cái suy nghĩ rồi có cái nỗ lực cố gắng hơn trong việc học tập. Điểm nhấn trong triển lãm thư pháp và hát ca trù chính là hoạt động xin chữ. Từ sáng sớm, hàng nghìn người đã đổ về Văn Miếu Xích Đằng xếp hàng chờ để xin chữ. Người xin chữ ở đủ mọi lứa tuổi, tầng lớp, mọi ngành nghề, nhưng đông nhất vẫn là các bạn học sinh, sinh viên. Mỗi người đến đây đều mang theo những hy vọng và mong ước về một năm mới với những điều tốt đẹp. Năm nào thì cháu cũng đến đây xin chữ. Cái hoạt động rất là có ý nghĩa, là xin chữ là để lấy lộc đầu xuân, để cho mọi công việc tiếp theo trong một công việc sẽ sắp tới trong năm nó sẽ diễn ra một cách gọi là suôn sẻ, tiếp bước cái truyền thống hiếu học của cha ông cũng như quê hương Xích Đằng, Hưng Yên nói riêng và cả nước nói chung. Thấu hiểu tâm tư của những người xin chữ, các thầy đồ cũng thận trọng dồn hết cái tâm của mình vào đường đi của từng nét cọ để tạo nên cái thần cho nét chữ, sao cho đẹp cả hình thức và nội dung, thể hiện khả năng thư pháp của các thầy đồ. Cho chữ, những cái chữ tuy nó chỉ là một hai cái chữ thôi, nhưng mà trong đó nó chứa chất những cái nội hàm văn hóa rất là sâu sắc. Thế họ xin chữ, họ mang về nhà, họ treo, thì cả một năm đấy họ trông vào những cái chữ đấy. Họ tự soi lại mình và họ có những cái hướng phấn đấu theo những cái tiêu chí rất là cao cả của các bậc tiên đế đã truyền lại cho thế hệ con cháu chúng ta. Triển lãm thư pháp và hát ca trù, đây là một hoạt động văn hóa vô cùng ý nghĩa, không chỉ thu hút khách tham quan du lịch đến với Văn Miếu Xích Đằng mà nó còn là nơi lưu giữ truyền thống hiếu học đối với lớp lớp thế hệ học sinh Hưng Yên.